rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong loạt video có khả năng gây thông thái cực mạnh. Bạn có biết vì sao tiểu vương quốc Dubai nằm giữa lòng sa mạc mà vẫn phải nhập khẩu cát? Có bao nhiêu người trên những con tàu du lịch mỗi năm hay những chiếc lồng cao su trên lốp xe dùng để làm gì? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 39. Không hiểu vì sao mà những chiếc lông cao su nhỏ trên những chiếc lốp xe ô tô, xe máy tự rưng lại nhận được khá nhiều sự quan tâm của anh chị em VFactor. Tớ thấy anh chị em tranh luận rất sôi nổi xem là mục đích của những sợi lông là gì. Một bài viết đã thu hút hơn 1,2 nghìn lượt like và 166 câu trả lời đã được đưa ra. Một số bạn cho rằng những sợi lông dùng để tăng ma sát cho lốp xe. Có bạn cho rằng chúng dùng để kiểm tra tuổi thọ lốp, xem lốp có còn mới không. Có người cho là để đo độ mòn lốp xe hay để giảm tiếng ồn lốp. Cũng có người vui tính cho rằng chúng sinh ra để giải sầu. Cụ thể hơn thì là để anh em lôi ra vặn mỗi khi không có việc gì làm. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Lướt comment một hồi thì tôi cũng tìm ra một vài câu trả lời hợp lý. Cơ mà để chấm dứt mọi sự hoài nghi thì câu trả lời của VFact là những chiếc lông hay dâu cao su dính trên lốp xe ô tô, xe máy không được sinh ra một cách có chủ đích và do đó không có mục đích rõ ràng nào cả. Chúng thực chất là một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất lốp xe. Cụ thể hơn thì có 4 công đoạn chính để tạo ra một chiếc lốp xe. Đầu tiên là phối trộn blending. Người ta trộn lẫn từ 10 đến 30 nguyên liệu khác nhau, trong đó bao gồm cao su tự nhiên, cao su nhân tạo, chất làm đầy và carbon đen trong một máy trộn có tên là Banbury Mixer. Dưới nhiệt độ và áp suất cao, máy trộn cho ra lò các tấm cao su dày, dạng kẹo dẻo. Công đoạn thứ hai là cán, milling. Sau khi cao su nguội, nó được đưa đi cán và cắt thành các dải tạo nên cấu trúc cơ bản cho một chiếc lốp xe. Công đoạn thứ ba là xây dựng, building. Các thành phần của lốp xe như lớp lót trong, tành lốp, lớp khung vải, lớp bố, thông lốp và lớp ngoài cùng được lắp ghép lại với nhau tạo ra phôi lốp, rim tire. Bước cuối cùng là lưu hóa cao su. Lưu hóa hiểu nôm na là một quá trình hóa học nhằm làm các thành phần cao su trong lốp xe trở nên bền bỉ và dẻo dai hơn, chịu mài mòn tốt hơn. Để làm được điều đó, người ta đưa phôi lốp vào một khuôn kim loại và nén dưới nhiệt độ và áp suất cực cao. Quá trình này tạo ra hình dạng cuối cùng cho chiếc lốp, bao gồm cả gài lốp và rãnh lốp. Ê ông ơi, tôi vẫn chưa thấy mấy cái dầu lốp ở đâu cả. Bình tõm nào. Trong quá trình nén phôi lốp vào khuôn kim loại, một lượng nhỏ không khí sẽ bị kẹt lại giữa phôi lốp và khuôn. Để đảm bảo cao su sẽ lấp đầy khuôn, người ta đục các lỗ thoát hơi nhỏ dọc chiếc khuôn. Sau khi lượng khí thoát ra hết, một lượng nhỏ cao su cũng sẽ đú đờn lòi ra theo. Hệ quả là tạo ra thứ mà bạn gọi là lông cao su hay dầu lốp. Thuật ngữ tiếng Anh của nó là vent spills, nghĩa là thứ được mửa ra từ lỗ thoát khí. Tuy không có mục đích rõ ràng, dầu lốp đúng là có thể phần nào đó cho bạn biết độ mới của một chiếc lốp, cũng như cung cấp một phương pháp giết thời gian khá hiệu quả vào mùa dịch. Ngoài ra thì dầu lốp hoàn toàn không có tác dụng chống mài mòn, tăng ma sát hay là làm giảm tiếng ồn của lốp xe nha anh chị em. Cùng với sự bùng nổ dân số và đô thị hóa, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, có sự tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ trong vài thập kỷ gần đây. Người ta thống kê được rằng trong vòng 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng tới 6,6 tỷ tấn xi măng, nhiều hơn lượng mà nước Mỹ sử dụng trong suốt thế kỷ 20, chỉ khoảng 4,5 tỷ tấn. Nhu cầu nhà ở tăng cao nghĩa là nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao. Bên cạnh sắt thép và xi măng thì cát là một trong những loại vật liệu xây dựng tối quan trọng. Không có cát thì không có bê tông, không có móng nhà, không có cột, dầm, trần, sàn, không có vữa xây, vữa chát và cũng không có nhà cửa gì sắt. Ôi dạ mẹ đi! Theo một bài viết trên BBC.com thì cát là loại tài nguyên thiên nhiên được tiêu thụ nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau nước. Cơ mà khác với nước, một loại tài nguyên tái tạo, cát một khi đã được sử dụng trong xây dựng sẽ không thể tái sử dụng được nữa. Theo ước tính của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc thì vào năm 2019, thế giới đã khai thác khoảng 50 tỷ tấn cát sỏi. Để cho dễ hình dung thì đó là lượng cát sỏi tương đương với khối lượng của khoảng 8.000
333 đại kim tự tháp Giza cao 138,5m, đáy rộng 230m ở thành phố Giza, Ai Cập. Tin vui là thế giới có ối rồi ôi rất là nhiều cát. Chỉ riêng sa mạc Sahara đã chứa ít nhất 301.000 tỷ tấn cát, đủ cho nhân loại sử dụng trong hơn 6.000 năm với tốc độ hiện tại. Cơ mà tin không vui là bạn không thể dùng cát sa mạc để xây nhà. Nhiều người nghĩ sa mạc thường nằm sâu trong lục địa, khiến việc khai thác và vận chuyển cát từ sa mạc về thành thị gặp khó khăn, từ đó đẩy giá cát sa mạc lên quá cao, khiến cát sa mạc không được ưa chuộng. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì các quốc gia Trung Đông vốn nằm giữa lòng sa mạc đã chẳng phải nhập khẩu hàng tỷ đô la cát xây dựng từ tận xứ sở lạ kỳ Úc và Canada. Quay trở lại với nội dung chính, phần lớn lượng cát mà con người khai thác, khoảng 30 trên tổng số 50 tỷ tấn mỗi năm, được dùng để sản xuất bê tông, và cát sa mạc đơn giản là có body không phù hợp để làm điều đó. Cát sa mạc là một sản phẩm của quá trình phong hóa tại chỗ. In situ weathering, hiểu nôm na là quá trình gió phá vỡ đất đá để hình thành cát. Và chính vì được đánh bóng bởi gió, cát sa mạc thường có kích thước rất nhỏ, hình dáng tròn trịa, bề mặt thì trơn và nhẵn. Cát xây dựng thường là cát sông, được hút trực tiếp từ lòng sông. Gọi là cát sông thế nhưng nguồn gốc của chúng thì lại bắt đầu ở trên núi. Những tảng đá núi sau hàng nghìn năm bị phong hóa bởi gió và xói mòn bởi nước mưa bắt đầu vỡ ra. Các mảnh vỡ tiếp tục được đập nhỏ và mài rũa trên hành trình dài hàng vạn km trong lòng những con sông. Một lượng cát nhất định chìm xuống lòng sông, hình thành cát sông. Số còn lại thì ra biển và lên đời thành cát biển. Khác hẳn với cát sa mạc, cát sông dùng để làm bê tông có kích thước tương đối lớn, sở hữu muôn hình vạn trạng. Bề mặt hạt cát thì tương đối thô và có nhiều góc cạnh. Bề mặt thô ráp mang lại ma sát lớn. Các góc cạnh cho phép chúng tạo ra liên kết đa hướng với những hạt cát xung quanh, hình thành một kết cấu vững chắc. Cát sa mạc đơn giản là không thể làm được những điều đó. Ngoài ra thì cát sa mạc sở hữu rất nhiều tạp chất, cả vô cơ và hữu cơ, cũng như chứa hàm lượng muối khoáng cao. Muối ăn mòn sắt thép trong bê tông, từ đó làm giảm chất lượng và độ an toàn của công trình. Các tạp chất nhìn chung cũng làm giảm chất lượng của cấu kiện bê tông. Để loại bỏ thành phần muối khoáng cũng như tạp chất ra khỏi cát sa mạc và bất đắc dĩ biến chúng thành một loại cát xây dựng chất lượng thấp, bạn có thể rửa chúng giống như cách mà Hà Lan, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Pháp rửa muối cũng như các tạp chất clorua ra khỏi cát biển để sử dụng chúng trong xây dựng. Để thuần hóa cát biển, người ta đơn giản là chất đống chúng lên bờ và chờ đợi những cơn mưa rửa trôi muối và các tạp chất clorua một cách tự nhiên. Quá trình này mất khoảng hơn một năm. Cơ mà để rửa cát thì cần có nước mưa. Và nước mưa không phải là thứ gì đó sẵn có ở các quốc gia mà xung quanh họ toàn là cát . Tóm cái váy lại, cát sa mạc sở hữu các đặc tính không phù hợp cho xây dựng. Chấm hết, không ai nói gì nữa. Theo thống kê từ worldpopulationreview.com, cứ mỗi giây thế giới lại từ biệt 1,9 người, tương đương với 114 người mỗi phút, 6.829 người mỗi giờ và 163.898 người chết đi mỗi ngày. Cái chết đứng cuối cùng trong chu kỳ sinh lão bệnh tử, nó là kết cục không thể tránh khỏi của không chỉ con người mà của bất kỳ sinh vật sống nào. Khác biệt ở chỗ con người dường như là sinh vật duy nhất có khái niệm về sự sống và cái chết, và do đó là sinh vật duy nhất biết sợ chết. Con người thì chết ở khắp mọi nơi và trong bất cứ một dịp nào, ngay cả trong một chuyến du ngoạn 5 sao trên một con tàu du lịch đẳng cấp thế giới. Có lẽ vì thế mà những con tàu du lịch hiện đại luôn được trang bị túi đựng thi thể và thậm chí là một nhà xác mini có thể chứa từ 3 đến 10 cái xác. Chúng thường được bố trí xa khu vực bếp và kho bảo quản thực phẩm và có thể lưu trữ thi thể người quá cố tối đa khoảng 1 tuần. Nhà xác trên một con tàu du lịch nghe thì giống như là một biện pháp phòng hờ, cơ mà trong thực tế thì chuyện người chết trên những con tàu du lịch lại phổ biến hơn bạn nghĩ. Theo cruisecritic.com.au, có tới 91 người đã tử vong trên những con tàu du lịch cập cảng Fort Lauderdale, một thành phố nhỏ ở bang Florida, nước Mỹ, từ năm 2014 đến năm 2017. Vẫn theo trang này thì có trung bình 3 người chết mỗi tuần trên những con tàu du lịch ở khắp thế giới,
tương đương với khoảng 162 người chết mỗi năm. Để tránh làm bạn khiếp sợ thì có gần 30 triệu người đã đi du lịch bằng tàu biển cho năm 2019. Nghĩa là tỷ lệ tử vong khi đi du lịch bằng đường biển chỉ là 1 trên 185.000, tương đương với khoảng 0,0005%. Các bạn vừa xem xong phần 39 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, được tổng hợp bởi VFX. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhiệt tình. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!